Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Các hoạt động trong chuỗi sự kiện Ngày hội Văn hóa Du lịch tỉnh Hòa Bình tại Hà Nội. Phỏng vấn đồng chí Giám đốc Công an tỉnh về việc đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng lần thứ 13 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc lần đầu tiên quyết định phong tỏa một khu vực dân cư do COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 1, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, khen thưởng tổ chức đảng viên năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Ngọc Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hòa Bình. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận và biểu dương sự cố gắng nỗ lực của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn đảng bộ thành phố đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Trong năm, thành phố Hòa Bình đã đạt và vượt 19 chỉ tiêu nghị quyết, công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng được tăng cường, thực hiện nghiêm túc theo đúng điều lệ quy định. Kết quả có 69 trên 70 tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 94% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên nêu cao tính tiên phong gương mẫu về tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, để từ đó có những giải pháp khắc phục khuyết điểm, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức hội quần chúng, các chi đảng bộ trực thuộc bám sát kế hoạch tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 và chuẩn bị Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đây là thời điểm tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng toàn quốc và để cho người dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình đã xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Lê Xuân Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đại hội 13 của Đảng được tổ chức từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 22 tháng 2 năm 2021 và đây là một trong những sự kiện chính trị quan trọng của cả nước. Vậy để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Hội Đảng toàn quốc thì Công an tỉnh Hòa Bình đã có những cái biện pháp gì ạ? Chúng tôi đã có cái phương án chuẩn bị từ rất sớm để nhằm mục đích cao nhất, đó là bảo vệ tuyệt đối an toàn cho kỳ diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Trong đó thì đã phân ra cái đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và chúng tôi chia cái nhiệm vụ rất cụ thể cho từng đơn vị nghiệp vụ về lực lượng an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh nội bộ, an ninh tôn giáo cũng như là an ninh nông thôn, lực lượng quản lý hành chính thì chúng tôi giao nhiệm vụ để các đơn vị có cái trách nhiệm về tận đến cơ sở, từ công an xã đến lực lượng quản lý đặc doanh, quản lý ngành nghề kinh doanh đặc biệt, đến các lực lượng đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tăng cường tuần tra kiểm soát, tăng cường các lực lượng để mà chấn áp mạnh với các cái nhóm ổ nhóm tội phạm có khả năng diễn ra trong các cái kỳ mà chúng ta tổ chức Đại hội Đảng. Chúng tôi có cái phương án rất rõ đối với việc là Hòa Bình là cái vùng và cái mảnh đất mà sát ngay thành phố Hà Nội. Chính bởi vậy nên nếu khi Hà Nội mà triển khai các biện pháp mà chấn áp tội phạm thì rất có thể các loại tội phạm sẽ chuyển hướng ra cái địa bàn lân cận để mà thực hiện hoạt động phạm tội, cũng như cái việc mà đảm bảo an ninh an toàn từ xa đối với phục vụ đại hội. Dịp Tết Nguyên đán cũng đang đến gần và đây là trong cái thời điểm mà các cái loại tội phạm gia tăng rất là cao, và để làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm này thì Công an tỉnh đã có những cái giải pháp gì ạ? Chúng tôi đã xác định được là các cái nhóm các cái loại tội phạm có thể phát sinh trong cái dịp Tết Nguyên đán. Đặc biệt là năm nay thì là một cái năm có cái dịch bệnh COVID kéo dài suốt cả một năm. Các cái hoạt động kinh tế cũng rất là khó khăn và các cái nhóm, ổ nhóm tội phạm thì chắc chắn cũng sẽ có nhiều cái manh động, nhiều cái phương thức thủ đoạn hoạt động trong cái dịp Tết Nguyên đán. Các cái nhóm tội phạm mà liên quan đến không gian mạng, liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao
thì cũng sẽ có chiều hướng hoạt động và gia tăng. Chúng tôi làm công tác tuyên truyền để mà người dân hiểu hơn về các phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm mới. Cùng với đó thì đối với lực lượng công an thì chúng tôi tăng cường nhiệm vụ cho các cái lực lượng chuyên trách với từng các loại tội phạm như vậy để mà giao chỉ tiêu cụ thể và với mục tiêu là phòng ngừa là chính và đấu tranh trên cái nền tảng là chúng ta đã làm tốt công tác phòng ngừa thì khi đó thì các loại tội phạm sẽ giảm thiểu cái khả năng mà gây ra các vụ phạm tội trên cái địa bàn của tỉnh Hòa Bình chúng ta. Trước, trong và sau Tết Nguyên đán là dịp mà người dân tham gia giao thông tăng cao và tình hình tai nạn giao thông sẽ diễn biến rất là phức tạp. Vậy Công an tỉnh Hòa Bình đã có những cái giải pháp gì để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông cho người dân vui xuân đón Tết? Thì chúng tôi sẽ tăng cường để đảm bảo 100% quân số của lực lượng cảnh sát giao thông trong những ngày Tết Nguyên đán cũng như là trong cái thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 để đảm bảo cho cái giao thông luôn luôn thông suốt. Chúng tôi cũng sẽ lập những cái tổ công tác bao gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy và các cái lực lượng có liên quan để mà tăng cường tuần tra kiểm soát trên các cái tuyến quốc lộ, đặc biệt là những cái tuyến mà từ Tây Bắc về thủ đô cũng như là các cái tuyến quốc lộ và tỉnh lộ lớn. Đợt thi đua cao điểm này thì các lực lượng trong đó đặc biệt là giao thông thì phải giảm 3 cái tiêu chí về giao thông, đó là số vụ, số người bị thương và số người chết trong cái dịp này. Vâng, xin cảm ơn đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã tham gia cuộc trả lời phỏng vấn của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, Ngày hội Văn hóa Du lịch tỉnh Hòa Bình diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Nhiều hoạt động văn hóa thể thao được tổ chức như biểu diễn nghệ thuật dân tộc, trò chơi dân gian, góp phần tạo cho ngày hội một không gian văn hóa đa màu sắc, mang đậm tinh hoa văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình, gây được ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Giữa thủ đô Hà Nội, trong một không gian rộng lớn tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Ngày hội Văn hóa Du lịch tỉnh Hòa Bình thực sự thu hút du khách bởi những bộ trang phục mang đậm bản sắc văn hóa của các đồng bào dân tộc tỉnh Hòa Bình như dân tộc Dao, Thái, Mường, Mông. Không chỉ hấp dẫn bởi các trang phục đẹp mắt, du khách còn được hòa mình vào các điệu múa, điệu nhạc như Xuân về bản Thái, Vui hội ngày mùa, Tấu nhạc cụ, Vui hội cồng chiêng. Cùng với đó là việc tái hiện nghi thức khua lóng của người Thái Mai Châu, lễ hội dạ bánh dày. Đến với ngày hội, du khách được thưởng thức nền văn hóa đặc sắc nổi tiếng, nhất bi, nhì vang, tam thàng, tứ động, nơi sản sinh ra nhiều trường ca sử thi đẻ đất đẻ nước và những nét văn hóa văn nghệ dân gian phong phú và đa dạng. Trước đây thì tôi cũng lên Hòa Bình rất nhiều lần, các tỉnh vùng núi phía Bắc ấy. Nhưng, tuy nhiên thì có rất nhiều cái cảm xúc khi lên đấy gần gũi. Thường thì dân tộc Mông họ có những cái điệu nhảy rất là đẹp, cái trang phục họ rất là rực rỡ. Nếu như dân tộc Mường có điệu múa xanh tiền, dân tộc Thái Tày có điệu múa xòe, dân tộc Mông có điệu múa khèn, thì dân tộc Dao có điệu múa chuông. Với người Dao, các tín ngưỡng văn hóa điệu múa truyền thống đã ăn sâu vào máu và không ai không biết múa chuông. Đặc biệt từ khi các bản làng người Dao bắt đầu làm du lịch cộng đồng và đón những đoàn khách quốc tế đến tham quan trải nghiệm, tìm hiểu về văn hóa tín ngưỡng, đời sống văn hóa của người dân địa phương, múa chuông được biểu diễn hàng ngày để phục vụ du khách, chứ không chỉ sử dụng trong dịp lễ Tết hay những ngày trọng đại của gia đình dòng họ như trước kia. Qua cái chương trình như này thì cũng muốn là đưa cái bản sắc của mình về với thành phố, về với bà con nhân dân ở thành phố Hà Nội để bà con nhân dân ở thành phố Hà Nội có thể hiểu hơn về bản sắc văn hóa của dân tộc mình và mong muốn được chào đón các bạn đến với quê hương của mình để tham quan và được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp hoang sơ của địa phương mình ạ. Ngoài các điệu múa dân gian thì những trò chơi như đẩy gậy, ném còn, đánh mảng, chơi tu lu lại mang đến cho du khách, người chơi một không khí sôi động. Đây là hoạt động không thể thiếu trong những ngày hội đầu xuân của đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Đối với trò chơi đẩy gậy của người Mường thu hút du khách tham gia nhiều hơn hẳn. Trò chơi này đòi hỏi người chơi không chỉ có sức mạnh mà còn cần đến sự khéo léo, tính toán trong khi chơi.
Mỗi một trò chơi thì em nghĩ là nó một cái nét hay riêng của từng người. Cái việc trải nghiệm này em cũng rất thích được trải nghiệm. Hy vọng hôm nay em có thể trải nghiệm được nhiều thêm cái trò chơi nữa để cảm nhận thêm. Thông qua các hoạt động phong phú đã thu hút du khách đến xem và biết được những giá trị văn hóa đặc sắc nhất mà nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình giới thiệu tại ngày hội, qua đó góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy hơn nữa những giá trị văn hóa của dân tộc mình để giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 23 tháng 1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với câu lạc bộ Tình Người tổ chức chương trình Tết ấm tình người, trao tặng 31 căn nhà mái ấm tình người và 231 suất quà Tết với tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng cho các hộ gia đình nghèo tại hai huyện Kim Bôi, Lạc Sơn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2021 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Những món quà thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, góp phần chăm lo, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai huyện Lạc Sơn và Kim Bôi có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm, trọn vẹn. Ngày 23 tháng 1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hòa Bình, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trung tâm Thương mại Vincom Plaza tổ chức chương trình Chủ nhật đỏ và Ngày hội Xuân Hòa Bình năm 2021. Ngày hội Hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ là chương trình do Báo Tiền Phong phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức thường niên vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Đây là lần thứ tư tỉnh Hòa Bình tổ chức chương trình này với quy mô gần 1.000 đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên và người dân tham gia. Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh niên trong các hoạt động an sinh xã hội nói chung và trong các hoạt động hiến máu tình nguyện nói riêng. Nhằm đáp ứng nhu cầu truyền máu cho người bệnh tại các bệnh viện trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021, kết quả đã có gần 500 người hiến máu thành công với 623 đơn vị máu. Nhân dịp này, ban tổ chức đã tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân, tuyên dương các gia đình trẻ, các tình nguyện viên có thành tích trong vận động và hiến máu tình nguyện năm 2021. Những tháng cuối năm, các doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện các chương trình khuyến mại, nhất là với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Thông qua các chương trình tri ân khách hàng, bốc thăm trúng quà tặng nhằm đẩy mạnh kích cầu mua sắm chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, nắm bắt tình hình cung cầu giá cả các loại hàng hóa để có giải pháp bình ổn thị trường phù hợp. Cùng với việc thực hiện các chương trình khuyến mại giảm giá, các đơn vị kinh doanh nằm trong hệ thống bán lẻ trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng dự trữ để phục vụ nhu cầu của khách hàng trong thời gian trước, trong và sau Tết Tân Sửu 2021. Những thông tin sau đây sẽ nối tiếp chương trình thời sự hôm nay. Mang hơi ấm tình nguyện đến với những người dân nơi vùng cao Mai Châu. Người dân vùng cao Đà Bắc chữ củi tránh rét. Thưa quý vị và các bạn, huyện Mai Châu là huyện vùng cao, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, nhất là ở các xã vùng sâu vùng xa. Nắm bắt được thực tế đó, trong những năm qua, các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm luôn dành sự quan tâm hỗ trợ đối với người dân và các em học sinh vùng đặc biệt khó khăn này. Phản ánh của phóng viên thời sự. Vì nhà cách xa điểm trường, các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Tân Dân, xã Tân Thành, huyện Mai Châu phải ở lại trường và tự chăm sóc cho bản thân. Mặc dù nhà trường cũng tạo điều kiện quan tâm chăm sóc, song vẫn còn đó những khó khăn, nhất là trong những ngày qua khi không khí lạnh tăng cường gây ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của các em. Hôm nay, khi hàng trăm chiếc áo ấm và nhiều phần quà giá trị của đoàn tình nguyện Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và Trung tâm Truyền dẫn phát sóng Đài Truyền hình Việt Nam mang đến cho các em đã mang đến hơi ấm, góp phần xua đi cái lạnh giá nơi vùng cao này. Thưa quý vị và các bạn, với những chiếc áo phao ấm như thế này được trao tận tay tới các em học sinh vùng cao của huyện Mai Châu như thế này thì cũng đã giúp các em ấm hơn khi mùa đông đến và giúp các em an tâm hơn khi các em được học tập. Và mỗi chiếc áo được trao tới tay các em thì là mỗi một niềm vui đã được nhân đôi và đã giúp cho các em được tốt hơn khi được học tập. Vậy em có thể chia sẻ những cái niềm vui mà khi được mình được nhận những chiếc áo ấm như thế này không? Vâng. Em rất là vui khi được nhận những chiếc áo phao ấm như này. Mùa đông ở đây rất là lạnh và những chiếc áo này đã giúp em ấm hơn khi ngồi học trên lớp. Em rất là mong mọi người có thể giúp bọn em có những chiếc áo ấm như này hơn.
Xã Tân Thành, huyện Mai Châu là xã vùng lòng hồ, địa hình dân cư sống thưa thớt, người dân chịu nhiều ảnh hưởng từ thiên tai nên điều kiện học tập của các em còn gặp rất nhiều khó khăn. Tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tân Dân, xã Tân Thành, huyện Mai Châu có trên 340 em học sinh, trong đó số học sinh ở lại bán trú chiếm tỷ lệ lớn. Thấu hiểu hoàn cảnh của các em học sinh, những năm qua nhà trường luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trước những khó khăn của thầy và trò nhà trường. Đối với các em học sinh đa phần hộ nghèo thì với chương trình thiện nguyện này đây là một trong những cái mà chia sẻ với nhà trường, mang lại cái áo ấm, đồng thời là tạo là cái sức khỏe, đảm bảo sức khỏe để các cháu học tốt hơn. Và một trong những chương trình này là cũng mang ý nghĩa rất là nhiều đối với lại các cháu được hưởng. Và nhà trường cũng rất cảm ơn, đang có mùa đông lạnh đối với các cháu học sinh là nội trú, điều kiện khó khăn thì đây là một chương trình mà có thực sự là tội ích và giúp đỡ nhà trường nhiều trong cái việc mà giáo dục kỹ năng sống cũng như đảm bảo sức khỏe các em để học tốt hơn. Quỹ từ điện Thường Niên vào năm nay khi mà triển khai Hòa Bình thì chúng tôi đã cũng cố gắng cung cấp một số cái trang thiết bị thiết yếu theo yêu cầu của nhà trường để góp một phần nào đấy giúp là các giáo viên có thể là đem lại các cái bài giảng tốt hơn cho học sinh cũng như là các em học sinh thì có thể sẽ có một cái mùa đông ấm áp hơn. Hy vọng là sẽ có nhiều đơn vị đồng hành cùng với cả trung tâm phát sóng như Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hòa Bình trong các hoạt động thiện nguyện như thế này. Việc giúp đỡ các hộ gia đình và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn không chỉ mang đến niềm vui mà còn là sự sẻ chia trước khó khăn và cùng chung tay mang đến những mùa đông ấm áp cho bản nghèo ở huyện Mai Châu. Thưa quý vị và các bạn, sử dụng củi khô để đun nấu trong nhà là thói quen thường thấy trong cuộc sống của người dân vùng cao. Đặc biệt về mùa đông, người dân trên các bản làng tích trữ rất nhiều củi khô dưới chân nhà sàn để sử dụng sưởi ấm, ứng phó với thời tiết lạnh giá. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện vùng cao Đà Bắc. Nghe đài khí tượng thủy văn thông báo sẽ có nhiều đợt rét đậm, rét hại nữa xảy ra. Vậy nên tranh thủ thời tiết nắng ấm, bà Sa Thị Ứng ở xóm Ca Nông, xã Đồng Trung, huyện Đà Bắc tranh thủ đi kiếm thêm củi khô, lá khô dọc trên các sườn đồi về tích trữ tại gia đình để đun nấu và sưởi ấm. Từ xưa đến nay, củi vẫn là nguyên liệu chất đốt chính được đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng cao sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Mùa đông này thì để tích trữ củi để sưởi ấm để cho nó bảo đảm sức khỏe. Mùa hè thì lại tích củi để nấu cơm. Về mùa đông ở các bản làng vùng cao của huyện Đà Bắc, sương phủ dày đặc, trời rét buốt, có những thời điểm nền nhiệt giảm sâu chỉ còn 5 độ. Trong khi đó, nhà của người dân tộc Mường nơi đây lại thường có nhiều khe hở, dễ bị sương muối, gió lùa trong những ngày giá rét. Do vậy, nhiều người dân ở xã vùng cao Đồng Chuông, huyện Đà Bắc đã chủ động đốn củi và tích trữ củi khô cho gia đình để sưởi ấm cho căn nhà. Sử dụng củi khô để đun nấu là thói quen trong sinh hoạt hàng ngày của người dân vùng cao. Tuy nhiên, về mùa đông, lượng củi khô thường được bà con tích trữ nhiều hơn so với mùa hè. Bếp củi đỏ hồng trong căn nhà của đồng bào dân tộc nơi vùng cao huyện Đà Bắc đã phát huy hiệu quả, góp phần xua tan đi cái lạnh. Bên cạnh đó, thói quen quây quần bên bếp lửa hồng cũng thắt chặt hơn tình cảm cộng đồng, làng xã của nhân dân các dân tộc thiểu số. Về tích trữ củi khô thì cũng thường xuyên là tuyên truyền cho bà con là để đảm bảo cái củi khô để đủ cái sưởi ấm cho người. Còn về gia súc gia cầm thì chủ yếu là cho quây lại tất cả. Thời tiết diễn ra bất thường, các đợt rét đậm rét hại thường xuyên xảy ra. Vì vậy mỗi người dân vùng cao cũng chủ động hơn trong việc chống chọi, ứng phó với những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Những bản sắc văn hóa, những nét đẹp của hình ảnh bếp củi đỏ lửa trong căn nhà của người Mường trước kia này vẫn tiếp tục phát huy hiệu quả, kể cả khi đã có nhiều thiết bị sưởi ấm tiên tiến ra đời. Xin được chuyển sang các tin tức quốc tế. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có các cuộc điện đàm với Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Biden với một nhà lãnh đạo nước ngoài sau khi ông tuyên thệ nhậm chức.
Trong cuộc điện đàm giữa tân Tổng thống Mỹ Biden và Tổng thống Mexico, hai bên đã thảo luận về vấn đề di cư, đại dịch COVID-19 và hợp tác phát triển giữa hai nước. Tổng thống López Obrador cho biết cuộc điện đàm diễn ra một cách thoải mái và tôn trọng, thể hiện quan hệ giữa Mexico và Mỹ sẽ tốt đẹp và có lợi cho cả hai bên. Còn ở cuộc điện đàm với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, lãnh đạo hai nước Mỹ và Canada đã tìm được tiếng nói chung trong các vấn đề như ứng phó với dịch COVID-19, khôi phục kinh tế, chống biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh mạng và các mối quan hệ quốc tế. Hai bên nhất trí sẽ hợp lực trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại Bắc Mỹ, mở rộng hợp tác quốc phòng và khẳng định cần cấp thiết phải hành động chống biến đổi khí hậu. Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết sau cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo có kế hoạch gặp mặt vào tháng 2 tới. Chi tiết về cuộc gặp này hiện vẫn chưa được công bố. Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc ngày 23 tháng 1 đã quyết định phong tỏa một khu vực đông dân cư trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 mới tại vùng lãnh thổ này tăng mạnh trong vài ngày gần đây. Đây là lần đầu tiên kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Hồng Kông phải phong tỏa một khu vực dân cư. Theo lệnh phong tỏa được ban hành, khoảng 10.000 cư dân sống tại khu vực tập trung 16 tòa nhà chung cư ở quận Jordan tại Kowloon phải tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2, đồng thời ở nhà cho đến khi hầu hết cư dân được kiểm tra và kết quả được xác định. Khoảng 3.000 nhân viên, trong đó có cảnh sát và lực lượng xử lý tình trạng khẩn cấp, đã được triển khai giám sát việc thực hiện lệnh phong tỏa tại đây. Cơ quan chức năng Hồng Kông dự kiến kết thúc chiến dịch vào sáng ngày 25 tháng 1. Chính quyền đặc khu này cho biết sẽ chỉ nới lỏng các quy định khi toàn bộ người dân trong vùng đã được xét nghiệm. Cư dân ở khu vực sẽ được tự do đi lại sau đó. Theo giới chức Hồng Kông, gần 20% số ca nhiễm được ghi nhận hàng ngày trong tuần qua tại đặc khu hành chính này tập trung tại khu vực trên. Tính đến ngày 24 tháng 1, Hồng Kông ghi nhận trên 10.000 ca nhiễm COVID-19. Hãng thông tấn Interfax vừa đưa tin quỹ đầu tư trực tiếp Nga đã ký một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ về việc sản xuất vaccine Sputnik V ngừa COVID-19. Quỹ đầu tư trực tiếp Nga RDIF đã bắt đầu chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V cho Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, quỹ RDIF đã ký hợp đồng sản xuất vaccine Sputnik V với các nhà sản xuất ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Belarus và Kazakhstan. Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang đàm phán với Đức về việc hợp tác cùng sản xuất một loại vaccine COVID-19. Trong thời gian gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho các nhân viên y tế và lên kế hoạch tiêm chủng cho khoảng 50 triệu người vào mùa hè năm nay. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận tổng cộng trên 2,4 triệu trường hợp mắc COVID-19, hơn 24.900 ca tử vong do dịch bệnh này. Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện lệnh giới nghiêm vào các đêm trong tuần và giới nghiêm toàn bộ ngày cuối tuần kể từ ngày 5 tháng 12 năm 2020. Ba trong số các nghiên cứu về COVID-19 mới nhất vừa cho thấy phản ứng miễn dịch được tạo ra do nhiễm bệnh hay tiêm chủng có thể không có hiệu quả đối với biến thể virus SARS-CoV-2 ở Nam Phi. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng các hãng sản xuất vaccine sẽ phải cập nhật vaccine liên tục và mọi người sẽ cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngay cả sau khi tiêm chủng. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng quy trình tiêm chủng hiện tại nên được tiếp tục vì đây là biện pháp bảo vệ khỏi virus SARS-CoV-2 được biết đến nhiều nhất. Cho đến nay, biến thể ở Nam Phi đã được phát hiện ở ít nhất là 22 quốc gia. Để kiếm sống trong mùa đông băng giá cũng như khiến bản thân trở nên bận rộn hơn, những người cao tuổi ở Siberia đã đan và may những thiết kế truyền thống. Cuối phần tin hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng các tác phẩm của họ. Những thợ thủ công này là người dân tộc Tatas và là thành viên của dự án EBM. Theo tiếng Tatas có nghĩa là bà ngoại. Họ làm tất len với hoa văn trang trí và mũ truyền thống của người Tatas, được gọi là Tubeteka. Những gì bạn mua không chỉ là mũ lưỡi chai, dép lê hay găng tay, bạn đang mua hơi ấm của bàn tay bà ngoại. Dự án này được khởi động vào năm 2016 và doanh thu từ công việc của EBM đang tăng lên, với giá mua trung bình tăng khoảng 30%. Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.